Chào các em trong buổi ngày hôm nay thì trò mình sang đến nội dung thứ 12 liên quan đến Nam nguyên hàm tích phân và ứng dụng. Đó là phương pháp đổi biến số trong cái tích phân liên kết đã đi vào nội dung của lý thuyết. Dạng số 1 này. À, tích phân liên kết dạng 1 thì ở đây chúng ta thấy là cái chúng ta có hai công thức. À, công thức thứ nhất là tích phân từ 0 đến pi của x f của sin x dx thì bằng pi/2 tích phân từ 0 đến pi của f sin x dx. Và công thức hai là tích phân từ 0 đến pi của f sin x dx thì bằng 2 lần tích phân từ 0 đến pi trên 2 của f sin x dx. Thì thầy sẽ đi chứng minh hai công thức này. Đó, ta sẽ chứng minh hai công thức này để ta áp dụng vào bài tập. Rồi. Thứ nhất là thầy chứng minh cái công thức đầu tiên. Đó. Ta sẽ có y này. y bằng tích phân từ 0 cho đến phi của x f sin x dx đó để chứng minh công thức này thì chúng ta sẽ đặt x bằng phi trừ t còn ta vi phân ta có dx bằng trừ dt hiện đổi cận đó là x là t x0, pi, x bằng 0 thì à, t bằng pi, x bằng pi thì t bằng 0, đó, và đây chúng ta sẽ có y bằng, à, từ pi cho đến 0 của x, x thì bằng pi chữ t, nhân với f của sin x, tức là f của sin, hoặc phi trừ t. Dx à, thì bằng trừ dt. do đó thêm dấu trừ trước này. Dt. Đó. Và bằng. Bằng. Y bằng đây. À, đổi. Cái, bỏ cái dấu trừ này. Thì người ta đổi cận. Tích phân từ 0 đến phi. Của pi trừ t. Nhân với f sin của pi trừ t chính là sin t cốt đối sin bù phụ chéo mà đúng không sin t đó nhân với dt và bây giờ người ta sẽ nhân tung và ta đổi luôn cái biến t thành biến x nhân tung ra thứ nhất là ta bằng từ 0 đến pi của pi f sin x mình đổi luôn nhá t thành x luôn sin x dx rồi chỗ này chúng ta trừ đi tích phân từ 0 đến pi của x nhân với f của sin x dx và đây chính là y của chúng ta đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có y bằng pi tích phân từ 0 đến pi của f sin x dx rồi trừ đi y chuyển vế sang thì ta có 2y bằng pi tích phân từ 0 đến pi f sin x dx. Và đương nhiên trong này ta rút ra y chính là bằng pi trên 2 phân từ 0 đến pi của f sin x dx. Đó, ta chứng minh xong cái công thức thứ nhất này, công thức thứ nhất này xong. Ok. Đó. thì thông qua việc đổi biến số thì ta sẽ chứng minh được cái công thức thứ nhất. Ok, bây giờ ta sẽ chứng minh cái công thức thứ hai. đã chứng minh công thức thứ hai này y chúng ta cũng đặt y đi y bằng tích phân từ 0 đến pi của f sin x dx đó thì để bằng hai lần này đúng không? thì bây giờ chúng ta sẽ đặt x bằng pi trừ đi à pi cộng với xem là pi trừ hay pi cộng nhỏ ở đây muốn này thành 0 đến pi 2 thì thì x bằng 0 thế là pi trên 2 rồi để mình xem là đặt cái gì đây à không trước khi đặt thì chúng ta sẽ tách ra này hai đã là bằng gì tích phân từ 0 cho đến pi trên 2 của f sin x dx cộng với tích phân từ pi trên 2 đến pi của f sin x dx và chúng ta sẽ bằng y1 cộng với y2 rồi ta sẽ biến đổi cái thằng y2 này chính là bằng y1 và nó sẽ bằng hai lần đúng không rồi thế bây giờ muốn biến đổi này thì chúng ta sẽ đặt x bằng ở đây muốn là không là pi đấy thì nó là pi x bằng um, pi trên 2 thì nó sẽ bằng không pi trên 2 cộng với uh, trừ đi trừ đi t đúng không trừ t đó rồi à, từ từ để thấy xem nào cái này thì chúng ta cũng vẫn đặt là x bằng pi trừ t đó x bằng pi trừ t để chúng ta thay x bằng pi trên 2 thì t sẽ bằng pi 2 và x bằng pi thì nó sẽ bằng 0 Đó, t bằng 0 và nó sẽ có cận từ đây rồi ở đây chúng ta sẽ cận là dx sẽ bằng này, dt và đổi cận là x này là t này Ở đây x bằng pi trên 2. Mình đang uh, xử lý cái y2 này đúng không? Pi trên 2. Và pi. X bằng pi trên 2 thì là uh, chúng ta sẽ có t bằng pi trừ 2. Tức là pi trên 2. X bằng pi thì t bằng 0. Đó. Rồi từ đấy chúng ta suy ra y2 bằng có y2 bằng À, tích phân từ đâu từ pi trên hai thì là pi trên hai đến không của f sin x tức là sin của pi trừ t à, d chính là trừ dt do đó dt có dấu trừ trước và bây giờ ta sẽ đổi à, đổi cận và đổi dấu đúng không Để thành không đến gì đến pi trên hai f của sin pi trừ t thì chính là f của sin t dt và tâm đổi biến một lần là từ 0 đến pi trên 2 f của sin x dx và đây chính là bằng y1 vậy từ đấy suy ra ta có y chính là bằng 2 lần y1 hàng 2 lần phân từ 0 đến pi trên 2 của f sin x dx rồi đó Vậy thì công thức thứ hai thầy đã chứng minh xong. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài tập áp dụng. Đó. Là bài số 1. 1. Bài số 1 này là bài uh, tự luận. Thầy uh, cho hai cái ý thôi, rất là đơn giản. Bài 1. Nha. Yeah. Y bằng tích phân từ 0 đến pi của x sin x chia cho 4 trừ đi cốt bình x x rồi thực ra thì nếu làm tự luận là ta bắt buộc ta phải làm giống như vừa rồi ta đặt x bằng gì à pi trừ t rồi ta gì ở đây ta biến đổi đó hàm này thì chắc chắn là hàm gì sin x này sin x rồi cốt bình x thì thực chất nó cũng đưa về xin được xin bình đó, đó là đây nhỉ? cái hàm phía sau này f của sin x là chuẩn rồi đó thì ta phải chứng minh tương tự như cái vừa rồi thì chứng minh thôi làm tương tự à, tuy nhiên ở đây thì à, thay vì chúng ta chứng minh như vừa rồi thì mình áp dụng công thức luôn đó áp dụng công thức luôn đỡ mất thời gian nhá còn làm lại thì chúng ta làm hoàn toàn giống như vừa rồi chứng minh thôi chúng ta sẽ bằng này à, bằng là pi trên hai tích phân từ 0 đến pi của sin x D x chia cho 4 trừ đi cốt bình x đó thì đến đây ta sẽ đặt ở biến số đặt t bằng cos. x đó. thì chúng ta có dt dt thì sẽ bằng gì à, cốt đạo hàm là trừ sin trừ sin x dx rồi ok thì đây có sin x đúng không thì chắc chắn nó có dấu trừ rồi với đổi cận này x này t này x bằng 0 thì là t bằng 1 x bằng pi thì t bằng 1 đúng không chữ 1 đó vậy thì ở đây chúng ta sẽ có y bằng à, pi 2 mà chúng ta có dấu trừ nhé để trừ trừ pi 2 cận từ 1 đến trừ 1. Rồi dt chia cho 4 trừ t bình. Ông bằng. À, thứ nhất là đổi cận, đổi dấu trừ, đổi cận này thì ta sẽ có trên 2. Đó. Ít phân từ trừ 1 đến 1 của dt chia cho ở chỗ này ta nhóm dấu trừ ra ngoài thì t 1, a à, t 2 nhân t 2 thì chúng ta lại có dấu trừ đây. t 2 nhân với t 2. Thì đây là hàm phân thức rồi, đúng không? Hàm phân thức mà có nghiệm thì dễ rồi. bằng chúng ta sẽ trừ pi trên 2. Đó. Nhân với tích phân từ -1 đến 1 Ủa, ở đây chúng ta tách ra 1 chia cho T. Trừ 2. Trừ đi 1 trên T cộng 2. DT. Ở đây ta quy đồng lên thì chúng ta thấy trên tử này đang dư là 4 đúng không? 2 cộng 2 là 4. 4 4 thì đương nhiên chỗ này phải chia cho 4 rồi. Vậy chúng ta nhân với 4 ở đây. Đó. Đấy nhỉ. Và chúng ta sẽ bằng. Trừ trên 8. Ở đây thì chắc chắn là lê rồi. Trị tuyệt đối của T. 2 chia cho t tổng 2. Cận từ đâu? Cận từ chữ 1 đến đến 1. Đó. Thay vào chúng ta trừ pi 98 Thứ Nhất là thay 1 vào đây. 1 vào đây thì chúng ta sẽ có là chữ 1 chữ 1 phần 3. Đúng không? Lê Của trị tuyệt đối chữ 1 phần 3 đó chính là 1 phần 3. Rồi trừ đi. Thay trừ 1 vào đây. Thay trừ 1 vào đây thì chúng ta sẽ có là gì? À, sẽ có là lê của của ừ, Chỗ này là trừ 3 bên dưới là còn 1 Trừ 3, lê chỉ đối trừ 3 Chứ không của 3 Đó Rồi ok, sẽ bằng Cái này thì chúng ta thấy rằng là Chia Chia cho Thì chúng ta sẽ có là 1 phần 9 đúng không Lê pè 1, 1, 9 1, 9 là thành 9 mũ 3 mũ trừ 2, đưa trừ 2 đây Thì chúng ta sẽ còn pi trên 4 LPA3 đó pi trên 4 là đúng không đó không biết là đúng không nhỉ bấm máy cái kiểm tra xem sao đúng nhá đây thì kiểm tra bằng máy tính nha cũng không tự tin lắm đây mình kiểm tra nhé. đơn vị là radian là chuẩn này này đó, tích phân này x sin x này sin x rồi chia cho 4 trừ đi cốt bình x cận từ 0 cho đến pi. Rồi, ta trừ kết quả luôn, trừ đi pi chia cho 4 Rồi nhân với pi 3 bằng 0 nó ok. Đấy, bằng 0 này, đấy 10 mũ trừ 12 rất là nhỏ. Đó. Rồi, nói tóm lại là chúng ta tự tin là xong cái ra yeah. ok chưa? Rồi, chúng ta xong ia. Yeah. À. Tiếp tục ta sang ib y bằng tích phân từ 0 đến pi Của x Xin x Nhân với Cốt mũ 4 x Ở đây chúng ta chú ý cái hàm đằng sau này Vẫn là f sin x bởi vì cốt mũ 4 Là hàm, hàm uh, Cốt x mũ 4 này thì chúng ta vẫn có thể Chuyển về gì? Về xin được Chúng ta chú ý vẫn chuyển về xin được đúng không? Đấy. Cứ mũ chắn này Cốt mũ chắn thì nó là hàm của xin rồi Ok, áp dụng công thức thì ta sẽ bằng gì? Bằng pi trên 2 tích phân từ 0 đến pi của sin x nhân với cốt 4x dx. Ở đây chúng ta có thể thử thực hiện phương pháp đổi biến số đặt này, à, t bằng cốt x, à tuy nhiên thì thầy sẽ dùng là đạo hàm nhanh à tương vi phân tức là đạo đổi biến nhanh ấy bằng pi trên 2 tích phân từ 0 đến pi của cốt 4x D của cố định. Đó. Sin x đế chính bằng trừ D của cố định cho có dấu trừ. Bây giờ ta có U mũ N D U, thì chúng ta sẽ bằng gì? À, bằng U mũ N cộng 1 chia cho N cộng 1. Vậy thì chúng ta cộng 1 đây thì chúng ta sẽ có là 5. Đúng không? Đây. Cốt mũ 5 chia 5. Vậy thì chúng ta sẽ trừ P chia 10. Cốt mũ 5X cận từ 0 đến đến pi và bằng đây, trừ pi trên 10 nhân với à, cốt của pi thì bằng trừ 1 mũ 5 này vẫn là gì vẫn là trừ 1 đó trừ đi cốt của 0 mũ 5 à, cốt của 0 là bằng 1 vậy chúng ta sẽ trừ đi 1 nữa đó vậy thì chúng ta sẽ bằng à, pi trên 5 đúng không pi 5 đó pi 5 ok thôi mình cứ tự tin là coi như đúng đi nha đó kết quả của ta là pi trên 5 này bài số 1 vậy đã hoàn thành trong cái bài số 1 tiếp tục ta sang cái phần trắc nghiệm câu số 1 này đó ở đây thì dễ rồi đúng không tính y này chúng ta áp dụng luôn công thức thôi y chính là bằng y phân từ 0 đến pi của x f sin x dx thì chính là bằng pi trên 2 y phân từ 0 đến pi của f sin x dx và bằng ở đây chúng ta thấy là chỗ này bài toán cho bằng 5 rồi thì bằng 5 b 92 5 b 2 ta có đáp án là b ok xong đó rồi tiếp tục câu số 2 câu số 2 này thì chắc cũng dễ đúng không chúng ta tách ra thôi nhá ta có y bằng y phân từ 0 đến phi của 2x cộng 1 này nhân với f của sin x x thì bằng gì? Bằng 2 tích phân từ 0 đến pi của x, f sin x. Tx rồi cộng với tích phân từ 0 đến pi của f sin x. Tx. Chỗ này là áp dụng công thức, chính là bằng pi trên 2, pin 2 x 2. Còn pi, tích phân từ 0 đến pi của f sin x. Tx. Rồi cộng với tích phân từ 0 đến pi f sin x thì x rồi cái này bài toán cho bằng 10 do đó thì chúng ta sẽ bằng 10 pi cộng với 10 hay nói khác là bằng 10 pi cộng 1 chúng ta có đáp án c ok đó câu số 2 là như vậy rất là dễ thôi tiếp tục sang câu số 3 à, câu số 3 này thì chúng ta phải sử dụng hai công thức công thức thứ nhất là y bằng à, tích phân từ 0 đến pi của x f sin x x này thì bằng pi trên 2 tích phân từ 0 đến pi của gì f sin x x và tích phân từ 0 đến pi của f sin x trên x này bằng hai lần tích phân từ gì bằng hai lần nhân với pi trên 2 tích phân lại từ 0 đến pi trên 2 của f sin x dx rồi ok chỗ này chính là bằng pi nhân với mấy ở à đây bài toán cho ra thì bằng 5 rồi bằng nhân với 5 hay là khác là bằng 5 pi 5 pi ta có đáp án đi ok rất là dễ thôi hoặc số 3 là như vậy à như vậy chúng ta sẽ xong cái dạng số 1 ta chuyển sang cái dạng số 2 số 2 dạng số 2 này cũng khá là dễ đó đây sẽ chứng minh hai công thức này chúng ta có tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sin mũ nx à, chia cho sin mũ nx cộng với cốt mũ nx dx thì bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cốt mũ nx chia cho sin mũ nx cộng với cốt mũ nx dx và đều bằng pi trên 4 đó n này có thể là gì à, ở đây chúng ta có thể là à, ví dụ như là căn kiếp thì tức là chúng ta sẽ một phần bao nhiêu đó hoặc là à, có chưa căn ở đây chúng ta có n có thể là số tự nhiên đúng không hoặc là hữu tỷ cũng được nói tóm lại là chúng ta đều áp dụng được đó. miễn sao là nó có nghĩa rồi thì thầy sẽ chứng minh công thức này thì chứng minh công thức là y chúng ta sẽ có y bằng lại đặt y bằng tích phân từ 0 cho đến pi trên 2 của sin mũ nx rồi chia cho cốt mũ nx cộng với sin mũ nx x và ta gọi g là tích phân 0 đến pi trên 2 của cốt mũ nx rồi chia cho cốt mũ nx cộng với sin nx dx rồi đó thì bây giờ mình sẽ chứng minh y bằng gì và ta kết hợp vào y cộng gì thì ra cái số nó khá là dễ tính rồi bây giờ thì sẽ đặt x bằng P trên 2 trừ t và lúc này ta có dx bằng trừ dt đó rồi lúc này ta có x này t này đổi cận này là 0 này. V trên 2. X bằng 0 thì T bằng trên 2. Và ngược lại. X bằng V trên 2 thì T bằng 0. Vì vậy chúng ta có sẽ Y bằng. Tích phân từ V trên 2 cho đến 0. Của sin. Của N. Của V trên 2. Trừ T. Rồi chia cho. cốt mu n phi trên 2 trừ t cộng với sin với n phi trên 2 t ok chưa à, dx thì bằng chữ dt ra dấu trừ đây là dt đây ok ok đây ta sẽ dấu trừ đây ta đổi cận tích phân từ 0 cho đến pi trên 2 ta có sin của pi trên 2 trừ t chính là cốt t do đó chúng ta sẽ có cốt UNT rồi chia cho à, chỗ này chúng ta sẽ có gì đây tin mũ NT cộng với cốt NT đó và lúc này ta sẽ đổi gì ở đây mình sẽ đổi biến một lần nữa tích phân từ 0 đến pi trên 2 đổi t thành x thôi cốt mũ nx dx rồi chia cho tin mũ nx cộng với cốt nx và đương nhiên thằng này là bằng gì rồi đó vậy thì lúc này ta dùng y cộng gì từ đấy suy ra y cộng gì thì bằng chúng ta cộng với nhau y thì là mũ gì ở à, đây là là sin đây là y đây đây là y đây đây chính là gì của chúng ta chúng ta cộng hai thằng với nhau à, tích phân từ không pin 2 từ không pin 2 ok rồi chúng ta cộng tử với tử mẫu phần giữ nguyên mẫu giống nhau mà đúng không sau đó ta vẽ bằng tích phân từ không đến pi trên hai của sin mũ n x cộng với cốt với n x rồi cũng chia luôn cho sin mũ n cũng cốt mũ n Đi thì đương nhiên chỗ này người ta từ 0 đến pi trên 2 của dx rồi Để x thì trước bằng x cận từ 0 đến pi trên 2 và đây chúng ta sẽ bằng pi trên 2 đó vậy thì chúng ta sẽ có cái hệ ở đây thì ra đó là y bằng z là 1. và y cộng z lại bằng pi trên 2 vậy đương nhiên người ta có là y bằng z và bằng pi trên 4 ok đó đã chứng minh được công thức như vậy rất là dễ thôi cứ nhìn thế này mũ bao nhiêu đó 2020 2022 2023 hay là 20 một tỷ một gì đó thì chúng ta thấy nó hoàn toàn là ok hết đúng không nó đều là bằng pi chín 4 nhớ là cận là đi đến pi chín 2 nha không pin 2 thôi nha đó chúng ta chú ý như vậy ok đó thầy đã chứng minh trong công thức bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập áp dụng đến vào bài số 1 Vậy một này thì IA thì thôi nhé Chúng ta vừa mới chứng minh xong Đúng nhỉ? Vậy thì IA thôi IA làm tương tự đó đó Y chính là bằng gì? Bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 Cốt VNX Chia cho Chúng ta kết luận ngay bằng pi trên 4 Được chưa? Rồi cái chỗ này thì nha thì sẽ không chữa nữa. Rồi sang IB. IB đây người ta có y bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của 5 cos x trừ đi 4 sin x. Rồi chúng ta sẽ chia cho Ở đây chúng ta sẽ có là cos x cộng với sin x mũ 3 dx ta tách ra sẽ bằng 5 nhân tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cốt x rồi chia cho à, cốt x cộng với sin x mũ 3 dx rồi trừ đi 4 tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sin x chia cho ngoặc cos x cộng với sin x mũ 3 dx. Ok, chúng ta sẽ bằng là 5 y1 đi trừ đi 4 y2. Đương nhiên y1 ở đây rồi, y2 đây rồi, đúng không nhỉ? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ y1 đây, mình sẽ chứng minh y1 bằng y2. Đó, xong rồi cộng y1 cộng y2 mình sẽ tính được y1 y2. Đó. Thì bây giờ mình sẽ có y1 bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 cố định Hỏi chia cho cố định cộng với sin x u 3 dx và tương tự như vậy thì chúng ta đặt gì đặt x bằng pi trên 2 trừ t và ta có dx bằng trừ dt ở đây thì thầy sẽ đổi biến nhẹ đổi cận nhanh nhá chúng ta sẽ suy ra luôn được chưa y 1 sẽ bằng này có dấu trừ này ở đây là x bằng không thì nó bằng pi trên hai này Pin pi hai nó bằng không này cốt của pi trên hai trừ t này rồi dt này đó ở đây x có trừ dt dấu trừ đây đúng không rồi chúng ta sẽ có ở dưới này à, tương tự như vậy chúng ta sẽ có cốt của pi trên 2 trừ T này cộng với sin của pi trên 2 trừ T này. Đó, mũ 3. Rồi, ok. À, đổi cận này. Công đến pi trên 2 này. Cốt thành sin này. Sin T, DT này. Dưới này cũng tương tự này. Chúng ta có cốt thì thành sin này. Sin T cộng sin hình cốt này cốt t này tất cả mũ 3 hay nói khác chúng ta sẽ đổi biến một lần nữa từ 0 đến pi 92 sin x dx và chia cho ở đây chúng ta sẽ có là sin x cộng cốt x đó và đây chính là bằng y2 của chúng ta đây y2 đây đúng chưa tất cả mũ 3 chỗ này thiếu mũ 3 rồi đó ok vậy y1 thì bằng gì y1 thì bằng y2 và chúng ta sẽ xử lý là y1 cộng y2 y1 cộng y2 cộng vào vế vế thôi thì ta sẽ có tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sinx x cộng cố định rồi chia cho CINX cộng cố định mũ 3 dx và đây chúng ta triệt tiêu mất một cái mũ hạ mà một là đi thì chúng ta sẽ còn là mũ 2 đúng không bằng tích phân từ 0 đến y trên 2 của dx rồi chia cho tin x cộng cô x mũ 2 và ta biến đổi chốt từ 0 đến y trên 2 ở đây chúng ta sẽ dùng cái công thức mà chúng ta là sin cộng với cốt A này thì bằng căn 2 cốt của a trừ pi trên 4. Đó, chúng ta chú ý nha. Thì ở đây chúng ta sẽ bằng à, bình phương lên thì nó chính là dx này chia cho căn 2 bình phương là 2 này nhân với cốt bình của x trừ pin 4. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có là thực ra nó là chính D của x trừ pin 4 này. Thì chúng ta sẽ bằng 1 phần 2. Tăng của x trừ pi trên 4. Đó. Cận từ đâu? Cận từ 0 cho đến pi trên 2. Rồi. Thay vào đây thì chúng ta sẽ bằng cái gì? 1 phần 2. À, thay pin 2 vào đây. Pi trên 2 trừ pin 4 thì còn pin trên 4 vậy là một họ rồi thay không ở đây thì tang của trừ pin 4 tang trừ pin 4 bằng chữ 1 vậy trừ trừ thành cộng cộng 1 đó vậy ta sẽ bằng 1 Ok ta có y bằng gì y cộng y cộng gì y bằng, y1 bằng y2 đó y1 bằng y2 này và y1 cộng y2 thì bằng 1 Thì đương nhiên ta có Y1 bằng Y2 bằng 1 phần 2. Đó. Và Y của chúng ta bằng 5Y1 trừ đi 4Y2. Nói tóm lại là bằng Y1 thôi. Và bằng 1 gì? 1 phần 2. Vậy kết luận ta sẽ bằng 1 phần 2. Ok. Đó. Thế này IB của ta là như vậy. Được chưa nhỉ? Tiếp tục ta sang IC y bằng phân từ 0 đến pi trên 2 của lepe 1 cộng với sinx x chia cho 1 cộng cos x đó dx ok thế này mình sẽ tách ra à, từ 0 đến pi 2 thì sinx x sẽ dương và cos x cũng dương do đó một cộng với sin một cộng cos x thì đương nhiên là dương rồi đó và ta ta tách ra bằng này tích phân từ 0 đến pi trên hai của lepe một cộng sin x trừ đi lepe của một cộng cos x Và tách ra làm hai tích phân bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của Lepe một cộng cố định sin x dx trừ đi tích phân từ 0 đến pi trên 2 dp 1 cộng cố định dx rồi ok đây coi như bằng y1 cộng y2 trừ y2 bằng y1 trừ y2 và nhìn thấy ngay nếu ta thực hiện phép đổi biến thì ta thấy ngay là y1 sẽ bằng y2 đúng không thì hôm nay ta sẽ đặt x bằng pi/2 t và lúc này ta sẽ có dx trừ dt đó. Và ta đổi biến nhanh thì ta sẽ có, đổi cận nhanh thì ta sẽ có y bằng này, y1 bằng đó. y1 bằng tích phân nếu x bằng 0 thì t bằng pi/2 này. x bằng pi/2 thì t bằng 0 này. Đó của lipe 1 cộng với tin x chính là pi trên 2 trừ t này. À dx thì bằng chữ dt giờ có dấu trừ đây này, dt. Đó, và chúng ta sẽ đổi cận này không đến pi trên 2 này. Và lipe của 1 à sin của pi 2 trừ t chính là cos t. cos t dt và chúng ta đổi biến thêm một lần nữa. 0 đến y92 tp1 cộng với cột x x và đây chính là bằng y2 vậy nói tóm lại là y bằng 0 đúng không từ đấy suy ra y bằng y1 trừ y2 là bằng 0 ok đó xc ta như vậy chưa nhỉ tiếp tục ta sang ID y bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của 2 sin bình x nhân với sin x dx đó và mình sẽ gọi z là bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của 2 trong trường hợp này mình sử dụng là cốt bình đi nhỉ. cốt bình x nhân với sin x thế đó mình liên kết với cái gì này mình sẽ chứng minh là y bằng gì và y cộng gì thì nó sẽ ra cái mà người ta dễ tính hơn ok vậy ta sẽ có này à ta đặt thế thôi đặt x thì bằng pi trên 2 trừ t đó và tạm có là dx bằng trừ dt Đấy. chúng ta sẽ có y bằng x bằng 0 thì nó t bằng pi trên 2 à, x bằng 2 t bằng 0 2 sin bình của pi trên 2 trừ t nhân với sin hai 2 lần pi trên 2 trừ t rồi đây có dấu trừ t bằng x phân từ 0 đến pi trên 2 chúng ta có dấu âm này bỏ dấu âm đi thì đổi vị trí hai cận này hai lần này à, sin bình sin của pi 2 chữ t thì bằng cốt t do đó thành cốt bình t nhân ở đây chúng ta có sin của pi trừ đi 2 t sin của pi trừ 2 t chính là bằng sin của 2 t t và và ta sẽ bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của hai lần cốt bình x sin 2x dx rồi đây chính là bằng gì đó đã chứng minh y bằng z rồi. Thế bây giờ mình thực hiện y cộng z thôi. Ta có y cộng z. Thì bằng này. Chúng ta thấy y và z nó khác nhau mỗi cái chỗ là là cốt bình này đúng không? Thế còn lại là hai sin hai x là giống nhau này. Vì vậy, vậy chúng ta sẽ có là tích phân từ không đến y trên hai này của hai sin hai x ra ngoài. Trong còn sin bình cộng cốt bình. Đấy. Mà sin mình cũng cốt bình thì bằng 1 Do đó chính là bằng 0 đến Phi trên 2 Của 2 Sin 2x Dx Và sin thì ra à, Chúng ta sẽ chia cho 2 đúng không 2 thì sẽ chia cho 2 là hết này chỗ này là trừ Trừ cốt 2x Cận từ 0 đến Phi trên 2 Chúng ta sẽ bằng trừ này thay à, pi trên 2 vào đây thì nó là pi. À, Cốt của pi là bằng -1. Đó. Tiếp tục thay 0 vào đây, Cốt của 0 là bằng 1 rồi -1 nữa và loại tóm lại là bằng 2. À, bằng 2. Vậy thì y j và bằng 2 thì từ đấy a y j 2 và thì suy giải y bằng j bằng 1. Đó. Ok, à là xong. y j bằng bằng 1 thì d là như vậy. Như vậy ta đã chữa xong cái bài số 1. À, tiếp tục ta sang cái phần trắc nghiệm câu số 1 này. Thì cái này thì chúng ta ok luôn đúng không? Đấy, à, có công thức rồi từ 0 đến pi/2 đây. N trong trường hợp nó là 1/2018 à, đúng không? Và ta thấy ngay là đáp án B, à, không phải tính nữa. Tính nhỉ? À, ok. À, câu số 1 đáp án B. Tiếp tục câu số 2. Câu số 2 cũng vậy, không có gì có khác cả cũng lại gì cũng lại b đó trong câu số 3 nè à, câu số 3 thì chúng ta thấy là để mà tích phân từ 0 đến a của sin mũ 2018 này nói tóm này bằng pi trên 4 thì đương nhiên a phải là pi trên 2 ta có đáp án c đó thì quá đúng không dạng này dạng này nếu chúng ta học thuộc công thức khi mà ta biết dạng rồi thì đương nhiên chỉ chẳng mất độ khoảng 3 giây là khoanh được đáp án rồi Đó. câu số 4 à, câu số 4 này trước tiên là ta phải áp dụng hai công thức Đó. công thức thứ nhất là chúng ta đây là chính là là y bằng à, tích phân từ 0 đến phi của x f tin x đây x thì chính là bằng phi trên 2 tích phân từ 0 đến phi của f gì sin x dx và trong trường hợp này thì bằng cái đại phía sau này bằng hai lần đúng không sẽ hay bằng pi phân từ 0 đến pi trên 2 của f sin x dx đó vậy thì nói tóm lại này, này cái biểu thức này này y của chúng ta này bằng tích phân từ 0 đến pi x sin 2018 x chia cho sin 2018 mũ 2018 x cộng với cốt mũ 2018 x dx đây thì chính là bằng pi đúng không à ở đây thì chúng ta sẽ nạp đúng rồi bằng pi đúng không trước tiên là bằng pi đã pi là tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sin 2018 x rồi chia cho sin 2018x cộng với cốt 2018x x và đương nhiên cái phiên sau này bằng pi trên 4 hay là bằng pi nhân với pi trên 4 hay là bằng gì? Bằng pi bình trên 4. Pi bình trên 4 thì đương nhiên là đây tờ a đây là sẽ bằng gì? Pi a trên b đúng không? Thì a bằng 2 và b thì bằng 4. Vậy ta sẽ có 2a cộng b thì bằng mấy à, là 4 cộng với 4 là bằng 8 vậy ta có đáp án b ok đó vậy thì nếu như câu số 4 này mà mình không biết làm ấy, thì khá là à, là tức không nhớ công thức là cũng vất vả đúng không tính những khá là vất vả đó đó đặc biệt người ta cho mũ 2022 vào đây đúng không bấm máy thì chắc khó rồi đó thì máy tính khả năng sẽ không bấm được chúng ta lưu ý như vậy đó thì chúng ta áp dụng công thức là sẽ ra thôi ok đó thì đấy là câu số 4. Và như vậy thì à, cái chuyên đề của cái buổi ngày hôm nay là nội dung thứ 12 là thấy kết thúc ở đây. Đó, bài tập rèn luyện thì chúng ta về chúng ta sẽ tự làm. Rất là đơn giản thôi. Ok, rồi, xin chào các em.